Cuối tuần giao 3 xe cho anh em khách rồi dời lại 3 xe anh em ơi. Cuối tuần đi 3 xe dời 3 xe. Đây em cu tê này bán rồi hả? Em này mới lên có 3 phút và anh trai ở quận 12 hay quận 7 gì. Anh trai anh chốt. Anh chốt nhanh quá ra anh em. Ai cũng nói là mình đăng lên không muốn bán sao. Mới 3 phút rồi bán rồi thôi. Hôm nay giao xe phun thuốc đi Đắk Lắk, xe rùa bốn bánh một cầu có bên đi đi Đắk Nông. Hôm nay trùng ngày đi 3 xe dời 3 xe nha anh em. Hôm nay dời hai con công nông. Mới như hoa hậu. Trời, hai con này mà rửa ra thì nó như mới luôn anh em. Mới cứng luôn. Con này đời có đề luôn. NFA D8 công suất 8 ngựa. Bét kim có đề. Con này không bên lái trợ lực ha. Đây bầu lái trợ lực hoàn cháy luôn. Quá mới. Công nông thì anh em nào đã xem kênh nhiều, quan tâm xe rùa thì cũng biết giờ công nông ha, nên là công nông không cần phải nấu nhiều đâu. Công nông thì anh em nào đã biết thì hầu như anh em nào cũng rành hết. Tại vì những cái công nông này thì thời xa xưa thì bà con mình đã độ lên đã chạy rồi ha. Nhưng mà thường thường những con đó là chỉ có một cầu thôi anh em. Mà giờ Nhật bây giờ lên nguyên bản là hai cầu hết. Đó, hai cầu xài nhíp sâu hết ha. Đó. Con thì xài vỏ sâu luôn. Vỏ sâu là vỏ đời thì nó xài vỏ sâu là vỏ ú đây nè em. Còn đời là nó xài vỏ đây nè. Đó, vỏ nhỏ này nè. Đó thì nó hai đời, đời xài đó, đời xài kia. Hai con này thì như mới. Quá mới luôn nha anh em. Rồi, đây. Má rớt xuống là đèn đồ bài bản ngon lành hết. Mấy con này quá đẹp. Đặc biệt hôm nay về một con cấy lúa nha anh chị nha. Bữa giờ có mấy anh em đang quan tâm mấy con cấy lúa mua về cấy ruộng á, thì hôm nay em về được một con rất là đẹp luôn. Đây. Con này dàn cấy đồ còn bài bản ngon lành hết anh chị ha. À, chân đồ này nọ hoạt động bài bản hết. Nói chung là mới vừa về giật nổ là hoạt động dàn cấy nè, hoạt động xe nè, số đồ này nọ chạy ok hết rồi. Giờ chỉ vệ sinh lại sạch sẽ rồi kiểm tra dầu nhớt ngon lành ok là bàn giao cho anh em thôi. Con này đặc biệt nó chạy cái máy rất hệ. Con này chạy máy 181 GM181. Máy xéo. Máy này thì quá VIP rồi. Để cho anh em coi cái máy. Đây. Máy đây. GM181L. Đời này thì quá VIP rồi anh em. Máy này thì máy giật hơn chị ha. Con này cốt xéo tu chậm. Trời, cái máy đẹp. Máy này thì đắt nhất trong vòng phân khúc 6 ngựa nha anh chị nha. Nói giờ phân khúc 6 ngựa mà không có con nào đắt hơn con 181. Không có con nào đắt hơn nha. Đó. Đặc biệt con này nó có phột luôn nè anh chị. Đây. Đó. Nó có phột nhúng luôn á. Này là nhúng lên nhúng xuống thôi anh chị ha. Con này là xài hai cầu. Cầu trước cầu sau luôn. Đó, có bơm ben đồ bài bản hết ha. Trời ơi con này mà rửa ra đẹp xuất sắc luôn. Bánh. Con này xài bánh đặc nha anh chị nha, không có ruột. Bánh đặc. Thì giờ em chỉ quay sơ sơ cho anh chị biết thôi. Thì anh chị nào đang quan tâm cái con cấy lúa này thì liên hệ bên em để đặt hàng em dọn cho anh chị ha. Còn anh chị muốn dọn xong thì cũng được thôi. Sao? Chung này anh em nào cần thì đặt hàng trước, còn anh em nào chưa cần thì cứ chờ lên video rồi mua thôi. Con này bao đẹp luôn. Rất đẹp. Đây, tay ben đây. Con này là ben dàn cấy ha, ben lên ben xuống, ben lên ben xuống. Đó. Cùi lát quay ra đằng sau. Điều khiển này nọ, nói chung mà những bà con nào đang quan tâm mình mua về mình cấy lúa thì mua về làm cho nó đỡ sức lao động ha. À, mua về làm cho đỡ sức lao động. Giá con này bán hơn 20 triệu ha. Anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em để mình thương lượng giá cả mình dọn rồi mình tính thôi. Con này máy rất hệ luôn. Nãy giờ giật cái nhẹ nổ thôi anh chị. Giờ một tay em cũng khó. Rất là đẹp. Rồi. Anh chị quan tâm liên hệ với em ha. Số điện thoại là 0835
58 589 03 98 68 745, mở thị trấn Mỹ Hiền, Bình Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi mến chào, hẹn gặp lại anh chị những clip tiếp theo ha.